Hello, chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục hôm nay là tới núi Season 18 nè. Mới vừa vô ta gặp người cản đường. Nói gì ta? Nói là, ê, hãy đánh nó đi nè. Ghê, mới vô. Thấy chưa, mấy bạn không bao giờ mình thấy cái nắm đấm không bao giờ bị khuất phục chưa? Chỉ súng lên đầu cái là đầu hàng à. À, kia nó tìm kiếm cái gì đó. Khó hiểu gì. Thôi, tiếp tục vô nhận nhiệm vụ thôi. Tôi nghĩ là nó mở cái gì mới rồi đó, nó mới có thằng này nè. Nói chung chắc có gì đó mới rồi. Này, nhiệm vụ mới, season mới luôn. Mà hôm nay là ngày 23 rồi đó mọi người biết không? Chỉ cần 2 ngày nữa thôi. Chỉ 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón chào sự kiện đầu tiên trong cuộc đời của mình. Ủa vậy trong cuộc đời của các cao này chứ. Tới bữa đó mấy bạn đừng có quên nha. Nhớ mà comment xuống dưới clip nha. Quên là mất phần đấy. Lượt comment không có nhiều đâu. Tỷ lệ trúng cao lắm. Rồi qua đây cái đã. À tức là nó yêu cầu mình qua cái nhà máy này trước cái đã. Ơ mà thời gian chưa hồi rồi nó có tính nhiệm vụ không ta? Kỳ lạ nhờ. Thôi để tranh thủ qua cái đã. Không biết có gì đâu, không biết có gì đang đón chờ chúng ta không nữa. Hello, cái chỗ màu đỏ đỏ này. Hay, vô rồi. Còn bên đây mới bị mình bắn chết veo rồi. À, nó có cái mũi tên chỉ dẫn nha mấy bạn. Hay mũi tên chỉ dẫn không? Đấy, lên đây. Rồi nó nói gì kìa. À đi theo nó vô cái phòng kính. Rồi đóng cửa lại. À nó nói là điện máy móc gì đó bị hư cái gì đó. Nên cần phải sửa chữa download là gì đó. Rồi nó kêu là ta khởi động cái máy phát điện. Ủa máy phát điện đâu? Xung quanh đây có máy phát điện hả ta? Lô bạn ơi, máy phát điện đâu chỉ tôi các bạn ơi. Ok, cái máy phát điện ở đâu? Chỉ cái đi. Kêu khởi động máy phát điện mà không chỉ à. À nó có mũi tên chỉ rồi kìa. Ở dưới người thấy không? Nó có cái hình cái mũi tên chỉ mình đi kìa. Ok, sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì đây. Đây mình đã phát hiện ra máy phát điện nằm đây nha mọi người. Đây khởi động lên cái là xong. Rồi tưởng thế nào? Kìa. À cái khởi động cái máy phát điện cái máy hộp quà trong đây nó nhúng vít luôn rồi mọi người. Tức là cái dây chuyền này là nó làm quà Giáng sinh luôn á. Đã gì ta. Game chú ý từ chừng từng chi tiết. Rồi. Nó hoàn thành này. Còn cái gì nữa? View the computer hả? À nó kêu là khởi động cái máy tính hả? Ok luôn. Đứng kế bên nó cũng không chịu khởi động nữa. Bắt người ta qua khởi động chi miết. Hôn được lơ đâu vậy trời quên mẹ nó rồi à nó mở cái cửa này rồi sao nữa đi ra coi con quỷ này chán đường à còn mấy con bên đây nữa trời nó cũng chém tích cực quá hai mọi người bùm 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 bùm. Ủa hết rồi hả? Ờ hết rồi kìa. Tắt cái lên. À nó kêu mình về cái ba rồi. Hết rồi. Rồi mở cái hộp coi có cái gì. À cái ngón tay.
Đúng rồi, đó là cái ngón tay đấy. Hết rồi hả? À vậy thôi, mình về cái ba thôi mọi người, cái ba laptop thôi mọi người. Một hai ba hồ biến ai à, biến cái về tới liền vô trả nhiệm vụ cái vi này là mình quay tới hai lần lận nên nó sẽ có hai lần làm nhiệm vụ lận nữa bạn ơi. Ở xong tuần một rồi kìa, tức là cái nhiệm vụ nó sẽ theo tuần á, là nói chung là cứ 6 tiếng thì nó sẽ cho bạn nhiệm vụ mới, còn mỗi tới tuần á thì nó sẽ cho bạn kiếm thêm một món đồ ấy, hay sao ấy. Ê, coi một ngón tay nữa nè. Ê, cái ngón đó giống ngón giữa mọi người. Mọi người giơ ngón tay giữa mọi người lên này. Giờ đi chen ngón tay giữa vậy. Thiệt. Nó không giống mấy ngón khác, nó giống bị chen ngón giữa vậy. Mấy cửa này tới giờ vẫn chưa mở được nha. Hình như nó làm để trưng thôi mọi người, nó không có cho mở được đúng không? Làm để cho mình coi chơi thôi, coi giải trí thôi chứ đâu có cho mình mở đâu. Đúng là cửa dởm, hàng pha ke. Chắc là 1 đến 2 ngày nữa là mình sẽ trang trí xong cái thông level 1 á. 2000 Hello mọi years người, later. sau 1 tiếng mấy đồng hồ thì mình đã quay trở lại rồi. Đấy, mình quay trở lại mình clear luôn cái phần cái map này luôn ha. Vậy cho nó gọn. Mình tới giờ vẫn chưa có cái ba lô ấy. Sao mọi người lại có hết rồi nhỉ? Hay là do mình xui ta? Chắc do mình xui xẻo quá rồi, không ra chứ gì. Bùm. Ở mấy con này bắn nổ như nổ pháo hoa vậy. Nói chung thì cái này sự kiện dễ vậy. Bùm 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 nó hay sao? À mà clan mình tạo rồi nha mấy bạn. Để mai, ngày mai đi. Ngày mai mình sẽ quay bên khu PVP cho mọi người coi tên clan này, mọi người xin vào nha. Ai có hứng thú thì vô ha. Tên clan hết sức là cute luôn. Mà mình còn một cái data data thừa của Last Arena á, mình không có dùng đến á. Có bạn nào có nhu cầu muốn á thì inbox cho mình ha. Bạn nào muốn mua á thì để lại comment với mình bằng lệnh nha. Giá yêu thương luôn. Tại cái đó là của mình có tới hai hạt lận, một cái là của mình, một cái của em mình, mà cái đó em nó không có chơi nữa. Cái đó thì nó có xe tăng, có tàu, đầy đủ mọi thứ, nhưng mà đồ đạc thì hết xíu, kiểu như không có mấy cái mod súng thì ít ít mod súng, tại nó xui á, nó mở toàn mod súng trùng á. Nói chung là cũng còn ok la, giá mềm mềm cho anh em nào mà muốn thôi, giá yêu thương cực. Nếu mà bạn nào có cần á thì để lại với comment ha, mình sẽ inbox tên Facebook của mình cho mấy bạn nhắn tin ha. Nhiệm vụ bữa nay thì xong rồi đó. Bắn xong con này nó là rồi, còn gì nữa đâu mà khóc chứ sao. À cái hộp quà này nha. Mấy bạn có cái hộp quà này mấy bạn giữ lại để có cái nhiệm vụ mà giao quà. Cái mấy bạn sẽ nhận được chục xe tăng rồi các kiểu nhiều thứ lắm. Nhiệm vụ giao quà đó xịn lắm. Mà quên lúc nãy bắn quái mấy bạn có thấy cái sức mạnh của cây AK full mod chưa? Đè 2 lần là xong. Nó không có cơ hội hồi máu luôn á.
đến sức mạnh AK Mod. À, để có gì mình vô account kia cái mình chụp ảnh đàng hoàng lại rồi mình cho mấy bạn xem ha. Mình sẽ làm một cái clip show cho mấy bạn xem là nó có gì trọng, có đáng để mua không. Tại vì cái hạt đó mình cũng lâu rồi không có vào, chắc tầm 2-3 tháng không có vô. Mấy bạn chơi, mấy bạn suy nghĩ chơi bằng data là sẽ không bao giờ bị mất ạc á. Một cái data mình chơi luôn, mình lưu cái data của mình lại trên Google Drive á, xong mình chơi luôn là sẽ không bao giờ bị mất ạc á. Nói chung thì chỉ cần mấy bạn tạo một cái ạc xong mấy bạn lưu data đó lại là bạn chơi dù có bị hư điện thoại hay là cái gì đó, hay là bị mất Google luôn cũng mình data vẫn còn để chơi nha. Chơi lâu dài là mới phải vậy thôi. Chứ mấy bạn chơi Lotterber không mấy hồi mất ạc là rồi luôn, phập luôn. Bởi vì cái hạt này nè, hồi đó mình biết cái vụ data á, nên mình mới chơi được cái hạt này lâu đến vậy á. Chứ không may là mất 80 kiếp rồi. Hồi xưa là nó không có liên kết tài khoản nữa. Lúc 2017 á, là không có liên kết tài khoản, nên dễ bị mất lắm. Xóa game cái mất. Có gì thì ạc đó mình lên clip sau nha mọi người. Giờ thì mình về cái ba cái rồi mình kết thúc video tại đây luôn ha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Nhớ nhấn like và subscribe kênh nha. Đừng quên để lại những phần bình luận á, để mình làm video được hay hơn. Những video càng ngày sẽ càng chất lượng hơn nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.